Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ: Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong em ở kiếp khó tìm cầu. Con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghìn dặm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nhập Lăng Già, quyển 7, phẩm 8, vô thường. Bây giờ thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ lại bạch: Bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói vô thường thì tất cả ngoại đạo cũng nói vô thường. Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai nương vào trên tự chương cú nói lời như vậy: Các hạnh vô thường là pháp sinh diệt. Bạch Thế Tôn, pháp này là chân thật hay là hư vọng? Bạch Thế Tôn, là có bao nhiêu loại vô thường? Đức Phật bảo thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ: Hay thay, này Đại Tuệ, tất cả ngoại đạo hư vọng phân biệt có 8 loại vô thường. Những gì là 8? 1. Phát khởi việc làm mà chẳng làm, đó gọi là vô thường. Sao gọi là phát khởi? Nghĩa là pháp sinh, pháp bất sinh, pháp thường, pháp vô thường, gọi là phát khởi vô thường. 2. Hình tướng dừng nghỉ gọi là vô thường. 3. Sắc tức là vô thường. 4. Sắc chuyển biến nên sai khác là vô thường. Các pháp nối tiếp nhau tự nhiên mà diệt như sữa, chuyển biến thành sữa đặc. Đối với tất cả pháp chẳng thấy sự chuyển biến ấy, cũng chẳng thấy diệt thì gọi là vô thường. 5. Là có ngoại đạo khác, do không có vật nên gọi là vô thường. 6. Có pháp, không pháp đều là vô thường, do tất cả pháp vốn chẳng sinh nên gọi là vô thường. Do pháp vô thường hòa hợp trong đó chính là vô thường. 7. Là có ngoại đạo khác cho rằng vốn không sâu lại có, gọi là vô thường. Nghĩa là nương vào sự diệt tướng của tướng sinh của các đại, chẳng thấy sự sinh khởi ấy lìa khỏi thể nối tiếp nhau thì gọi là vô thường. 8. Chẳng sinh vô thường, nghĩa là chẳng phải thường, chính là vô thường. Thấy các pháp có không, sinh chẳng sinh, cho đến quán sát bụi trần, chẳng thấy pháp sinh nên nói rằng chẳng sinh, các pháp chẳng phải sinh. Này Đại Tuệ, đó gọi là tướng vô sinh, vô thường. Các ngoại đạo chẳng biết pháp đó, sở dĩ chẳng sinh. Và nên họ phân biệt các pháp chẳng sinh nên nói rằng vô thường. Là nữa này Đại Tuệ, ngoại đạo phân biệt pháp vô thường cho là có vật. Những ngoại đạo đó từ tâm hư vọng phân biệt về vô thường, thường chẳng phải vô thường do có vật. Vì sao? Vì tự thể chẳng diệt vậy. Tự thể chẳng diệt là thể của vô thường, thường là chẳng diệt. Này Đại Tuệ, nếu pháp vô thường là có vật thì đáng lẽ sinh ra các pháp do vô thường đó có thể làm nhân vậy. Này Đại Tuệ, nếu tất cả pháp chẳng liệt khỏi vô thường thì các pháp có không tất cả lẽ ra phải thấy. Vì sao bị như vậy? Vì như gậy, cây, cành, sành, đá là vật đang phá, sợ phá đều bị phá hủy hết. Thế vô số tướng kia khác nhau, vậy nên vô thường, cho tất cả pháp không là pháp, cũng chẳng phải là nhân, cũng chẳng phải quả. Này Đại Tuệ, là có các lỗi do nhân quả kia không sai biệt mà chẳng được nói rằng đây là vô thường mà kia là quả. Do nhân quả sai biệt nên chẳng được nói rằng tất cả pháp là thường, do tất cả pháp không nhân. Này Đại Tuệ, các pháp có nhân mà các phần vô chẳng hiểu chẳng biết, nhân khác chẳng thể sinh ra quả khác. Này Đại Tuệ, nếu nhân khác có thể sinh ra quả khác thì khác nhân nên sinh ra tất cả các pháp. Nếu vậy thì lại có lỗi, nên nhân quả sai biệt mà thấy sai biệt. Này Đại Tuệ, nếu vô thường ấy là có vật thì lẽ ra giống với việc có đối tượng tạo tác của nhân thể, là có lỗi nữa. Ở trong một pháp lẽ ra đầy đủ tất cả các pháp cho giống tất cả đối tượng tạo tác. Nhân quả nghiệp tướng không sai biệt, hoặc tự có là vô thường. Vô thường có thể vô thường vậy, hoặc tất cả các pháp vô thường lẽ ra thường hàng vậy. Hoặc nếu vô thường ấy đối với các pháp thì rơi vào pháp ba đời. Này Đại Tuệ, sắc quá khứ đồng với vô thường nên đã gì? Pháp vị lai chưa sinh ra, chứ đồng với sắc vô thường nên chẳng sinh ra. Hiện tại có pháp chẳng lìa khỏi sắc, do sắc cùng với tướng các đại kia nương vào năm đại, nương vào trần, vậy nên chẳng diệt, do những pháp đó chẳng lìa nhau. Này Đại Tuệ, tất cả ngoại đạo chẳng diệt các đại, bao cõi nương vào đại, nương vào với trần, vậy nên nương vào pháp đó nói rằng sinh trụ diệt. Này Đại Tuệ, lìa khỏi pháp này là không có các pháp như bốn đại các trần. Do ngoại đạo kia
hư vọng phân biệt liệt khỏi tất cả pháp là có vô thường. Đức Ngoại Đạo nói rằng các đại chẳng sinh chẳng diệt, chư tướng tự thể thường hằng chẳng diệt vậy. Vậy nên gọi họ nói phát khởi việc làm và giữa chừng chẳng làm thì gọi là vô thường. Các đại là có sự phát khởi, các đại không có những dị tướng đồng tướng đó, chẳng có pháp sinh diệt, do thấy các pháp chẳng sinh diệt và ở nơi đó trí sinh ra trí vô thường. Này đại tuệ, sao gọi là hình tướng vô thường chừng nghĩ? Nghĩa là hình tướng năng tạo sở tạo tới hình tướng khác như dài ngắn, chẳng phải các đại diệt mà thấy hình tướng các đại chuyển biến, người đó rơi vào trong pháp tăng khư số luận. Này đại tuệ, hình tướng vô thường nghĩa là những người nào thì là sắc thì gọi là vô thường. Người đó thấy ở hình tướng vô thường mà chẳng phải các đại chính là pháp vô thường. Nếu các đại vô thường thì tất cả thế gian chẳng được bàn luận việc đời, rơi vào bệ đẳng tà kiến lokaya đà, do đó là tất cả pháp chỉ có danh. Là thấy các pháp do tướng tự thể sinh ra. Này đại tuệ, chuyển biến vô thường nghĩa là thấy đủ loại tướng khác của các sắc, chẳng phải các đại chuyển biến. Bây giờ thấy vàng được làm thành Phật trang sức thì hình tướng chuyển biến mà thể của vàng chẳng khác. Các pháp khác chuyển biến cũng là như vậy. Này đại tuệ, như vậy ngoại đạo hư vọng phân biệt thấy pháp vô thường. Lửa chẳng thiêu đốt các đại, tự thể chẳng thiêu đốt, do tự thể các đại đó sai khác. Này đại tuệ, các ngoại đạo nói, nếu lửa có thể thiêu đốt các đại thì các đại đoạn diệt và nên chẳng thiêu đốt. Này đại tuệ, ta nói đại và các trần chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Vì sao? Vì ta chẳng nói cảnh giới bên ngoài là có. Ta nói ba cõi chỉ là tự tâm, chẳng nói đủ loại tướng là có. Và nên nói rằng chẳng sinh chẳng diệt chỉ là nhân duyên bốn đại hòa hợp, chẳng phải đại và các trần là pháp thật có. Vì tâm hư vọng phân biệt hai pháp khả thủ và năng thủ, có thể biết như thật hai loại phân biệt. Vậy nên liệt khỏi tướng thấy có không bên ngoài, chỉ là tự tâm phân biệt tạo tác nghiệp, gọi là sinh như nghiệp chẳng sinh, do liệt khỏi tâm phân biệt có không vậy. Này đại tuệ, vì sao chẳng phải thường, chẳng phải không thường? Vì do có những pháp thế gian và xuất thế gian thường thường, vậy nên chẳng được nói rằng thường thường. Vì sao chẳng phải vô thường? Vì có thể hiểu biết chỉ là tự tâm phân biệt thấy, vậy nên chẳng phải vô thường. Nếu các ngoại đạo rơi vào tà kiến chấp trước hai bên, không biết tự tâm hư vọng phân biệt, chẳng phải các tánh nhân phân biệt vô thường. Lời đại tuệ, tất cả các pháp có ba loại, những gì là ba? Một, thế gian pháp tướng. Hai, xuất thế gian pháp tướng. Ba, xuất thế gian thượng thượng thắng pháp tướng. Do nương vào ngôn ngữ nói vô số pháp và các phần phô chẳng hiểu chẳng biết. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ, lìa tạo tác từ trước cùng với hình tướng khác, gọi có vật vô thường, ngoài đạo vọng phân biệt, các pháp không có gì, các đại trụ tự tánh. Rơi vào mọi kiến chấp, ngoại đạo nói vô thường, các ngoại đạo kia nói các pháp chẳng diệt sinh, các đại thể tự thường thì pháp nào vô thường. Cả thế gian do tâm mà tâm thấy hai cảnh, pháp khả thủ năng thủ, pháp không ngã ngã sở, pháp ba cõi trên dưới ta nói đều là tâm, lìa khỏi các tâm pháp là không thể nắm bắt. Phẩm chính nhập đạo, lúc tánh giả đã Bồ Tát đại tuệ lại bạch: Bạch Thế Tôn, nguyện xin Thế Tôn vì con nói về tướng lớn, về tướng thứ lớp nhập định diệt tận của tất cả các Bồ Tát thành văn Đức Chư Phật. Con và tất cả các Bồ Tát đã được biết rõ tướng thứ lớp nhập vào định diệt tận và phương tiện khéo léo chẳng rơi vào niềm vui tam muội tam ma bạc đề để diệt tận của thành văn Đức Chư Phật, cho rơi vào pháp mê hoặc của thành văn Đức Chư Phật và ngoại đạo. Đức Phật bảo thánh giả Bồ Tát đại tuệ: Hay thay, này đại tuệ, ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông dạy nói. Bồ Tát đại tuệ bạch: Hay thay Bạch Thế Tôn, thưa vâng, con xin lắng nghe và tin nhận Đức Phật dạy. Này đại tuệ Bồ Tát, từ sơ địa cho đến địa thứ sáu nhập vào định diệt tận, tâm văn biết chư Phật cũng nhập vào định diệt tận này. Này đại tuệ, các đại Bồ Tát ở trong địa thứ bảy, từng niệm nhập định diệt tận, do các Bồ Tát đều có thể xa lìa tướng có không của tất cả các pháp. Này đại tuệ, thanh văn biết chư Phật chẳng thể từng niệm nhập vào định diệt tận, do thanh văn biết chư Phật nương vào hành hữu vi độ nhập vào định diệt tận, rơi vào cảnh giới khả thủ năng thủ. Vậy nên thanh văn biết chư Phật chẳng thể nhập vào định diệt tận từng niệm trong địa thứ bảy.
do Thanh Văn Đức Chế Phật phát sinh tư tưởng khinh sợ, sợ nói vào tướng không khác của các pháp, chỉ hiểu các pháp với đủ loại tướng khác nhau, pháp có, pháp không, pháp thiện, pháp ác, cùng tướng khác tướng mà vào định diệt tận. Và nên Thanh Văn Đức Chế Phật chẳng thể nhập vào định diệt tận từng niệm trong địa thứ bảy, do không có trí phương tiện khéo léo. Này đại tuệ Đại Bồ Tát ở địa thứ bảy chuyển diệt tâm ý, ý thức của Thanh Văn Đức Chế Phật. Này đại tuệ, do từ sơ địa cho đến địa thứ sáu, Đại Bồ Tát thấy ở ba cõi chỉ là tâm ý, ý thức của tự tâm, lìa khỏi pháp ngã và ngã sở, chỉ là tự tâm phân biệt chẳng rơi vào đủ các tướng của các pháp bên ngoài, chỉ là nội tâm ngu si của phàm phu rơi vào nhị biên, thế có pháp khả thủ năng thủ, do không biết mà chẳng hiểu rõ từ đời vô thủy đến nay, do thân miệng và ý huân tập vọng tưởng phiền não, ý luận mà sinh tử các pháp. Này đại tuệ, ở trong địa thứ 8, tất cả Bồ Tát Thanh Văn Bích Chế Phật nhập vào tự Niết Bàn. Này đại tuệ, các đại Bồ Tát nương thần lực Phật và tam muội tự tâm chẳng vào pháp môn tam muội an lạc, nơi vào Niết Bàn mà trụ, do chẳng đầy đủ như lai địa. Nếu Bồ Tát đó trụ ở phần tam muội thì dừng nghỉ độ tát tất cả chúng sinh, đoạn tuyệt giống Như Lai, diệt tan nhạc của Như Lai, vì thể hiện các cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, vậy nên chẳng vào Niết Bàn. Này đại tuệ, Thanh Văn Bích Chế Phật nơi vào pháp môn tam muội an lạc, vậy nên Thanh Văn Bích Chế Phật sinh ra tưởng Niết Bàn. Này đại tuệ, các đại Bồ Tát từ sơ địa cho đến địa thứ bảy, đầy đủ phương tiện khéo léo quan sát tưởng của tâm ý, ý thức, xa lìa pháp tướng chấp giữ của ngã và ngã sở, quan sát ngã không, pháp không, quan sát lầm tướng, dị tướng hiểu rõ, nghĩa phương tiện khéo léo của bốn vô ngại mà tự tại thứ lớp nhập vào pháp bồ đề phần của các địa. Này đại tuệ, nếu ta chẳng nói pháp đồng tướng, dị tướng của các đại Bồ Tát thì tất cả các Bồ Tát chẳng biết như thật thứ lớp các địa, sợ rơi vào pháp ngoại đạo tà kiến, ta theo thứ lớp nói về tướng của các địa. Này đại tuệ, nếu người theo thứ lớp mà vào địa thì chẳng rơi vào đạo nào đạo khác. Ta nói tướng các địa theo thứ lớp thì chỉ tự tâm theo thứ lớp các địa, thì đủ các hành tướng trong ba cõi mà các phàm phu chẳng hiểu chẳng biết. Các phàm phu chẳng hiểu biết, vậy nên ta và tất cả các Đức Phật nói đến tướng các địa theo thứ lớp và kiến lập đủ các hành tướng của ba cõi. Lời nói này này tuệ, Thanh Văn Bích Chế Phật đối với địa thứ 8 của Bồ Tát Ưa Thích Sa Đấm pháp môn an lạc tam muội tịch diệt, nên chẳng thể biết rõ, chỉ là sự thấy tự tâm rơi vào tự tướng đồng tướng phân tập chướng ngại, rơi vào lỗi thấy nhân vô ngã pháp vô ngã, vậy do tâm phân biệt và là Niết Bàn mà chẳng thể biết các pháp tịch tỉnh. Này đại tuệ, các đại Bồ Tát cho thấy pháp môn an lạc tam muội tịch tỉnh, nhớ nghĩ bản nguyện tâm đại từ bi độ các chúng sinh, biết mười hạnh trí vô tận như thật, và nên chẳng nhập vào Niết Bàn ngay. Này đại tuệ, các đại Bồ Tát xa lìa tâm hư vọng phân biệt, xa lìa cảnh giới năng thủ sở thủ, gọi là vào Niết Bàn. Do trí như thật biết tất cả các pháp chỉ là tự tâm, vậy nên chẳng sinh ra tâm phân biệt, do đó chẳng chấp thủ tâm ý, ý thức, chẳng chấp trước tướng pháp bên ngoài là ta có, chẳng phải chẳng vì tu hành Phật pháp, nương theo căn bản trí đắc độ tu hành, vì ở tự thân cầu chứng địa trí của Phật Như Lai vậy. Là đại tuệ, như người đầm mộng tính đeo quan thức biển cả, tạo ra phương tiện lớn muốn đưa mình qua, chưa qua khỏi giữa chừng bỗng nhiên thức dậy khởi sự suy nghĩ này, đây là thật hay hư vọng? Người đó lại nghĩ, tôi như vậy chẳng phải thật, chẳng phải hư dối, chỉ là ta vốn hư vọng phân biệt cảnh giới chẳng thật, huân tập nhân nên thấy đủ loại sắc hình tướng điên đảo chẳng liệt có không, và ý thức huân tập nên thấy trong giấc mộng. Nơi đại tuệ, Đại Bồ Tát cũng là như vậy, ở nơi địa thứ 8, thấy tâm phân biệt các pháp cùng một tướng ở trong sơ địa, như mộng như huyễn, bình đẳng không sai khác, liệt các công dụng tâm phân biệt khả thủ năng thủ thấy tâm, tâm số pháp vì chưa đạt được Phật pháp thường thượng. Người tu hành thì khiến cho đạt được vậy, Đại Bồ Tát tu hành pháp thù thắng gọi là Niết Bàn, chẳng phải diệt tất cả pháp gọi là Niết Bàn. Đại Bồ Tát xa lìa tướng phân biệt về tâm ý, ý thức, nên đạt được pháp nhẫn vô sinh. Này đại tuệ, trong đề nhất nghĩa cũng không thứ lớp, không có hành thứ lớp, các pháp tịch tỉnh cũng như hư không. Bồ Tát đại tuệ bạch mà Thế Tôn, Thế Tôn nói, Thanh Văn Bích Chế Phật đã nhập pháp môn an vui tịch tỉnh của Bồ Tát ở địa thứ 8. Đức Như Lai lại nói, Thanh Văn Bích Chế Phật chẳng biết chỉ là tự tâm phân biệt. Thế Tôn lại nói, các thanh văn đạt được nhân vô ngã mà chẳng hiểu được pháp vô ngã là rõ không.
Nếu nói như vậy thì thanh văn ức chế Phật còn chưa thể chứng được pháp sơ địa, huống gì tới nhập pháp môn an vui tịch diệt của địa thứ tám. Đức Phật nói là đại tuệ, ta nay vì ông phân biệt tuyên nói là đại tuệ thanh văn có ba bậc. Nó là người nhập vào pháp môn tịch diệt của địa thứ tám, đây là người trước đã tu hành Bồ Tát mà rơi vào thanh văn địa rồi trở lại nương vào bản tâm tu hành Bồ Tát đã cùng vào pháp môn an vui tịch diệt của địa thứ tám, chẳng phải là tăng thượng mạng thanh văn tịch diệt. Do hàng thanh văn đó chẳng thể nhập vào hạnh Bồ Tát chưa từng biết rõ và cõi, chỉ là tâm chưa từng tu hành các pháp Bồ Tát, chưa từng tu hành các ba la mật hành địa thứ 10. Và đây chắc chắn là thanh văn tịch diệt chẳng thể chứng được pháp môn an vui tịch diệt của Bồ Tát đó thực hành. Bây giờ Đức Tôn lại nói kệ: chỉ tâm không sở hữu Phật địa và các hành Phật khứ lai hiện tại ba đời nói như trên. Thất địa là tâm địa, không sở hữu bát địa, nhị địa gọi là hành, địa khác gọi ngã địa, tịnh và chứng nội thân, đây gọi là ngã địa, chỗ tự tại tối thắng trời Akalisat, chiếu sáng như lửa hừng, phát ánh sáng vi diệu, đủ loại diệp đáng ưa, đẹp đáng ưa, hóa làm ở ba cõi, sắc ba cõi hiện lên, hoặc có tài quan hóa. Chỗ đó nói các thường, tự tại địa của ta, thập địa là sơ địa là bát địa, cửu địa là thất địa là bát địa, nhị địa là tam địa, thứ địa là ngũ địa, tam địa là lục địa. Đạt diệt đầu thứ lắm. Chắc chắn các thanh văn chẳng hành Bồ Tát hành, đồng vào địa thứ tám vốn là hành Bồ Tát. Phẩm mười thưa hỏi Đức Như Lai là thường hay do thường? Bây giờ thánh giả Đại Bồ Tát Đại Tuệ Bạch và Thế Tôn Như Lai ứng chế biến tri là thường hay vô thường? Đức Phật bảo thánh giả Đại Tuệ: này Đại Tuệ, Như Lai ứng chế biến tri chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Vì sao? Vì nhị biên là có lỗi vậy. Này Đại Tuệ, nhị biên có không nên có lỗi lầm. Này Đại Tuệ, nếu nói Như Lai là pháp thường thì đồng với nhân của thường. Này Đại Tuệ, do các ngoại đạo nói rằng vi trần các nhân là thường, chẳng phải là pháp do tạo tác. Này Đại Tuệ, như vậy nên chẳng được nói Như Lai thường, do chẳng phải là pháp tạo tác nên nói rằng thường. Này Đại Tuệ, cũng chỉ được nói Như Lai vô thường, nói vô thường tức là đồng với pháp hữu vi tạo tác. Pháp sở kiến năng kiến của năm ấm là không, năm ấm nên năm ấm diệt, năm ấm diệt thì các đức Phật Như Lai lẽ ra cũng diệt, mà Phật Như Lai chẳng phải là pháp đoạn trừ. Này Đại Tuệ, phàm các pháp tạo tác đều là vô thường, như cái bình, cái áo, cái xe, cái nhà và tấm vải, chiếc chiếu đều là pháp tạo tác, vậy nên vô thường. Này Đại Tuệ, nếu nói tất cả đều vô thường, pháp nhất thiết trí, thì tất cả công đức của người chứng nhất thiết trí lẽ ra cũng vô thường, do đồng tướng tất cả các pháp, do đó nên có lỗi. Nếu nói tất cả đều là vô thường, thì các đức Phật Như Lai lẽ ra chính là pháp tạo tác, mà Phật Như Lai chẳng phải là pháp tạo tác. Do không lại nói có nhân thù thắng nhân. Vậy nên ta nói rằng Như Lai chẳng phải thường, cũng chẳng phải vô thường. Lại nữa này Đại Tuệ, Như Lai chẳng phải thường. Vì sao? Vì tánh của hư không cũng không tu hành các công đức vậy. Này Đại Tuệ, ví như hư không chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Vì sao? Vì lìa khỏi thường và vô thường, do chẳng rơi vào một khác, đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có, chẳng phải không, thường vô thường, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, và nên lìa khỏi tất cả các lỗi, chẳng nắm bắt giảng nói. Là nữa này Đại Tuệ, cũng chẳng được nói Như Lai là thường. Vì sao? Vì nếu nói là thường đồng với sừng thỏ, ngựa, lạc đà, lừa, rùa, rắn, nhặn, cá, và nên chẳng nói rằng Như Lai là thường. Là nữa này Đại Tuệ, cũng chẳng được nói Như Lai là thường, sợ rơi vào bất sinh thường, và nên chẳng được nói Như Lai Thế Tôn là thường. Là nữa này Đại Tuệ, là có pháp khác đưa vào pháp đó nên được nói Như Lai Thế Tôn là thường. Vì sao? Vì pháp, vì vào pháp thường cho đáng trí ở nội tâm, và nên được nói Như Lai là thường. Này Đại Tuệ, pháp chứng đắc trí nội tâm của các đức Phật Như Lai là thường hằng thanh lương chỉ biến đổi. Này Đại Tuệ, các đức Phật Như Lai ứng chế biến tri hoặc ra đời hay không ra đời, pháp tánh vẫn thường. Như vậy pháp thể là thường,
Như vậy quy tắc của pháp cũng thường do như vậy, do pháp tánh đó mà tất cả thành văn biết Phật cũng chẳng từng nghe, cũng chẳng từng thấy. Như vậy pháp thể chẳng phải trong hư không, nên phàm phu chẳng hiểu chẳng biết. Này đại tuệ, trí chứng đắc của chư Phật Như Lai là nương vào đó mà có tên gọi. Này đại tuệ, chứ nương vào trí tuệ như thật tu hành nên được gọi là Phật, chẳng phải do tâm ý, ý thức vô minh, lâm ấm, phương tật mà có tên gọi. Này đại tuệ, tất cả ba cõi chẳng thật, do vọng tưởng phân biệt khí luận nên có tên gọi. Này đại tuệ, phân biệt chẳng thật về hai pháp được gọi là thường cùng vô thường, nhưng Phật Như Lai chẳng rơi vào hai pháp, chẳng rơi vào dị biên, năng thủ, cả thủ. Như Lai tịch tỉnh nên hai pháp chẳng sinh. Về nơi này đại tuệ, các đức Phật Như Lai ứng chí biến tri thì chẳng được nói là thường cùng vô thường. Này đại tuệ, phàm có ngôn ngữ mà được nói rằng thường cùng vô thường thì xa liền sạch hết tất cả phân biệt, chỉ được nói chấp giữ pháp thường, pháp vô thường. Về nơi tăng ngăn tất cả phàm phu chỉ được phân biệt thường cùng vô thường, do đạt được pháp chân thật tịch tỉnh nên hết phân biệt, chẳng sinh ra phân biệt. Lúc ấy Đức Thế Tôn lại nói kệ: lìa khỏi thường vô thường, chẳng thường chẳng vô thường, nếu thấy Phật như vậy chẳng rơi trong đường ác. Nếu nói thường vô thường, những công đức hư vọng, kẻ vô trí phân biệt ngang nói thường vô thường. Người lập pháp chấp giữ đều có những lỗi lầm, nếu thấy chỉ do tâm chẳng rơi vào các lỗi. Phẩm 11 Phật tánh. Bây giờ Thánh Già Đại Bồ Tát Đại Tuệ lại thành Đức Phật. Bậc Thế Tôn nguyện xin Đức Như Lai ứng chánh biến tri vì con giả nói, sẽ đón thiện thể vì con nói về tướng sinh diệt của ấm giới nhập. Bậc Thế Tôn, nếu vô ngã thì ai sinh ai diệt? Bậc Thế Tôn, tất cả phàm phu nương vào sinh diệt mà trụ, chẳng thấy hết khổ, vậy nên chẳng biết tướng niết bàn. Đức Phật bảo Thánh Già Đại Tuệ: hay thay này Đại Tuệ, ông hãy lắng nghe, ta sẽ bị ông nói. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: hay thay Bạch Thế Tôn, thưa vâng, con xin lắng nghe và tin nhận. Đức Phật bảo: này Đại Tuệ, Như Lai tạng là nhân thiện hay chẳng thiện, có thể cùng tạng tác nhân chuyên sinh tử trong số được. Ví như nhà nghề làm ra đủ tài khéo léo, chúng sinh đưa vào Như Lai tạng sinh tử trong năm đường. Này Đại Tuệ, mà Như Lai tạng cũng lìa khỏi ngã và ngã sở, các ngoại đạo chẳng biết chẳng hiểu, vậy nên chẳng thể đoạn trừ nhân duyên sinh tử của ba cõi. Này đại tuệ, các ngoại đạo phẩm chấp có ngã nên chẳng thể thấy như thật về Như Lai tạng. Do các ngoại đạo từ đời vô thủy đến nay hư vọng chấp trước đủ thứ hí luận và các sự quân tập. Này đại tuệ, A La Gia thức gọi là Như Lai tạng cùng liên hệ với bảy thức vô minh, như sống ở biển cả, thân câu sinh thường chẳng thể đoạn dứt. Nếu lìa khỏi lỗi vô thường, lìa khỏi lỗi của ngã thì tự tánh thanh tịnh, còn bảy thức tâm ý ý thức từng niệm chẳng trụ, chính là pháp sinh diệt. Bảy thức do nhân hư vọng đó sinh ra, chẳng thể phân biệt như thật các pháp. Xem xét hình tướng cao thấp, dài ngắn chấp trước danh tướng có thể khiến cho tự tâm thấy sắc tướng, có thể nhận lấy khổ vui, có thể liền khỏi nhân của giải thoát. Do danh tướng sinh ra phiền não tham, nương vào ý niệm đó, nương vào sự diệt tận các căn, chẳng theo thứ lớp sinh ra. Còn tự ý phân biệt chẳng sinh ra cảm nhận khổ vui, và nên nhập vào định thiểu tưởng diệt tận. Và tam ma bạc đề, tứ thiền thực đế giải thoát mà người tu hành sinh ra tướng giải thoát, do chẳng biết chuyển diệt tướng hư vọng. Này đại tuệ, Như Lai tạng thức chẳng ở trong A La Gia thức, và nên bảy thức có sinh có diệt. Như Lai tạng thức chẳng sinh chẳng diệt vì sao bảy thức? Nơi bậc ý niệm quan sát các cảnh giới mà sinh ra. Cảnh giới bảy thức này, tất cả thanh văn, biết chi Phật ngoại đạo tu hành thì chẳng đạt thông đạt, chẳng biết như thật về nhân vô ngã, cho chấp giữ pháp cùng tướng và các tướng, cho thấy các pháp ẩm giữa nhập. Này đại tuệ, Như Lai tạng thấy như thật về thể tướng của năm pháp. Pháp vô ngã nên chẳng sinh, biết chư thật các địa tư lớp thấp đổi hòa hợp, còn ngoại đạo thì chẳng chánh kiến nên chẳng thể quan sát. Này đại tuệ, Bồ Tát trụ ở bất động địa, bây giờ được 10 pháp môn tam muội, là bậc đứng đầu, đạt được vô lượng phổ biến tam muội. Nếu vào tam muội chư Phật ăn trụ mà quan sát chẳng thể nghĩ bàn pháp của chư Phật và năng lực bản nguyện của mình,
ngăn chặn hội trì cảnh giới thực tế của pháp môn tam muội, ngăn chặn rồi nhập vào cảnh giới tự thân chứng thánh trí của pháp chân thật, chẳng đồng với cảnh giới quan sát tu hành của thanh văn bích chi phật và ngoại đạo. Bây giờ vượt qua 10 thánh đạo đó, nhập trí thân, ý sinh thân của Như Lai, rời khỏi các tâm tam muội dụng công. Vậy nên này đại tuệ, các đại bồ tát muốn chứng pháp thù thắng của Như Lai tạng và a la gia tức thì nên tu hành khiến như thanh tịnh. Này đại tuệ, nếu Như Lai tạng a la gia tức gọi là không thì ly khỏi a la gia tức, không sinh không diệt. Tất cả phàm phu và các thánh nhân nương vào a la gia tức đó nên có sinh có diệt. Do nương vào a la gia tức nên những người tu hành chứng đắc thánh hạnh nơi tự thân hiện tại được an lạc, hành an lạc của pháp mà chẳng dừng nghỉ. Này đại tuệ, các cảnh giới và tâm a la gia tức Như Lai tạng của Như Lai này, tất cả thanh văn bích chi phật ngoại đạo chẳng thể phân biệt. Vì sao? Vì Như Lai tạng là tướng thanh tịnh mà phát trần phiền não thì có bẩn bất tịnh. Này đại tuệ, ta nương vào ý nghĩa này, nương vào phu nhân thắng mang, nương vào các đại bồ tát, các những người trí tuệ thậm tâm mà nói tạng a la gia tức của Như Lai, cùng với bảy thứ thức sinh ra gọi là tướng chuyển diệt. Vì các thanh văn bích chi phật hiện bày pháp vô ngã, đáp lại lời phu nhân thắng mang nên nói rằng Như Lai tạng chính là cảnh giới Như Lai. Này đại tuệ, cảnh giới Như Lai tạng a la gia tức, ta nay cùng ông và các bồ tát những người có trí tuệ thầm thâm có thể phân biệt rõ hai pháp này. Còn những thanh văn bích chi phật và ngoại đạo, những người chấp trước danh tự thì chẳng thể biết rõ hai pháp này. Này đại tuệ, vậy nên ông và các đại bồ tát nên học pháp này. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ Như Lai tạng sâu xa, cùng bảy thức đều sinh, chấp hai pháp thì sinh, như thật biết chẳng sinh. Như tâm hiện bóng gương, huân tập từ vô thủy, như thật xét kỹ càng, các cảnh đều trống không. Ngu nhìn tay chỉ trăng, thấy tay chẳng thấy trăng, người chấp trước danh tự, chẳng thấy ngã chân thật. Tâm như thợ nghề khéo, ý như kẻ gian manh, ý thức về năm thức, chấp cảnh giới hư vọng, hòa hợp như nhà nghề, lừa dối kẻ phàm phu. Phẩm 12 năm pháp môn. Bây giờ thánh giả đại bồ tát đại tuệ lại thỉnh Đức Phật Bà Thế Tôn nguyện sẽ Đức Như Lai ấn chánh biến trì như con dạy nói, có xin đón thiền thầy biểu con dạy nói về thể tướng của năm pháp mà và hành tướng sai biệt của hai vô ngã. Con và các bồ tát đã được biết rõ thể tướng của năm pháp và tướng sai biệt của hai vô ngã thì tu hành pháp này thì lớp thể nhập tất cả các địa. Tu hành pháp này có thể vào trong tất cả pháp của chư Phật, đã hội nhập pháp của chư Phật thì có thể chứng đắc trí địa tự thân Như Lai. Đức Phật bảo thánh giả Bồ Tát đại tuệ, hay thay, này đại tuệ, hôm nay hãy lắng nghe ta sẽ bị ông nói. Bồ Tát đại tuệ thưa hai thay Bồ Tát Tôn, con hư vong, con xin lắng nghe và tin nhận. Đức Phật nói, này đại tuệ, ta vì ông nói thể tướng của năm pháp và hành tướng sẽ bị của hai loại ngã. Này đại tuệ, những gì là năm pháp? Một, nhân, hai tướng, ba phân biệt, bốn chánh trí, năm chân như. Những ai từ thân tu hành chứng trí bậc thánh thì liệt khỏi đoạn kiến và thiền kiến, hiện tại như thọ tu hành thì được vào tam muội an lạc, pháp môn an lạc, tham môn tam an bạc đề vậy. Này đại tuệ, tất cả phàm phu chẳng hiểu chẳng biết thể tướng năm pháp và hai loại vô ngã, mà chỉ do tự tâm thấy vật bên ngoài nên sinh ra tâm phân biệt, chẳng phải là thánh nhân. Bồ Tát đại tuệ bạch Bồ Tát Tôn, sắc phàm phu sinh tâm phân biệt chẳng phải thánh nhân vậy. Đức Phật nói, nơi đại tuệ, tất cả phàm phu chấp trước danh tướng tuân theo pháp sinh ra, tuân theo pháp sinh rồi thay đổi các tướng rơi vào trong tâm tà kiến ngã và ngã sở, chấp trước đầy đủ tất cả pháp tướng, chấp trước rồi và đến chỗ do minh tối tâm chướng ngại, vào chỗ chướng ngại rồi khởi lên lòng tham, khởi lên lòng tham rồi có thể tạo tác nghiệp thêm sân si, tạo hành nghiệp rồi chẳng thể tự dừng như con tầm làm tổ kiến, do tâm phân biệt mà tự trói buộc thân, rơi vào biển cả hiểm nạn trong sáu đường như con lăn xoay chuyển mà chẳng tự biết hay biết. Do thiếu trí tuệ nên chẳng biết tất cả các pháp nhớ huyễn, chẳng biết vô ngã và ngã sở.
các pháp chẳng phải là thật mà từ vọng tưởng phân biệt sinh ra, là chẳng biết lìa khỏi năng kiến, sở kiến, năng kiến, chẳng biết lìa khỏi tướng sinh trụ diệt, chẳng biết do tự tâm hư vọng sinh ra, gọi là biết thuận theo lời trời tự tại, thời gian vi trần ngã sinh ra. Này đại tuệ, những gì là chân, là nhãn thức thấy sắc trước, tướng các pháp như tướng thanh, tướng nhị, tướng tỷ, tướng thiệt, tướng thân. Này đại tuệ, những tướng như vậy ta nói danh là tướng của danh. Này đại tuệ, phân biệt là gì, cho nương vào những pháp gì gọi là chấp giữ tướng, phân biệt rõ pháp này như vậy, như vậy, rốt ráo chẳng khác như là con voi, con ngựa, chiếc xe, bước đi, nhân, dân, phân biệt đủ các tướng, nó gọi là phân biệt. Này đại tuệ, chánh trí là gì? Quan sát danh tướng, quan sát rồi, chẳng thấy có thật pháp. Chúng do các nhân cùng đắp đổi sinh ra, nên nhìn thấy. Nếu đắp đổi cùng sinh ra, thì các thức chẳng khởi lên, nên tướng thức phân biệt chẳng đoạn chẳng thường, và nên chẳng rơi vào địa của tất cả mọi đạo thanh văn đức giới Phật. Này đại tuệ, đó gọi là chánh trí. Lại nữa, này đại tuệ, Đại Bồ Tát nương vào chánh trí, những chấp thủ pháp danh tướng cho là có, để chấp giữ tướng chẳng thấy cho là không. Vì sao? Vì lìa khỏi tài kiến có không, do chẳng thấy danh tướng chính là nghĩa của chánh trí. Vậy nên tôi nói là danh là chân như. Này đại tuệ, Bồ Tát trụ ở pháp chân như thì được thể nhập cảnh giới vô tướng tịch tỉnh. Sau khi hội nhập thì đạt được hoan hỷ địa đầu tiên của Đại Bồ Tát. Khi Bồ Tát được hoan hỷ địa đầu tiên thì chứng được pháp môn Bách Kim Cang Tam Muội Minh, để bỏ tất cả quả nghiệp của 25 cõi, vượt qua các địa thanh văn bích chi Phật, trụ ở cảnh giới chân như, nhà của Như Lai, như thật tu hành, biết tướng năm pháp đều như huyễn, như mộng, như thật quan sát tất cả các pháp, khởi lên sự tu hành chứng thánh trí nơi tự thân. Như vậy dần dần lìa xa địa quan sát an lạc của thế gian hư vọng, theo thứ lớp cho đến pháp vân địa. Giao pháp vân địa rồi thì đến đạt được lực tam muội thần thông tự tại, địa chư hoa trang nghiêm của Như Lai. Vào Như Lai địa rồi, vì giáo hóa chúng sanh nên thể hiện đủ loại ánh sáng ứng với thân trang nghiêm như trăng trong nước, đương vào vô tận cố mà khéo trói buộc đối tượng trói buộc, tùy theo niềm tin của chúng sinh mà nói pháp cho họ lìa khỏi thân tâm ý và ý thức vậy. Này đại tuệ Bồ Tát, vào cho như rồi được vô lượng cho biên pháp như vậy, như vậy trong Phật địa. Bồ Tát đại tuệ lại bạch Bạch Thế Tôn, vì năm pháp môn nhập vào ba pháp, vì ba pháp nhập vào trong năm pháp môn, hay vì tướng tự tại mỗi mỗi đều sai biệt? Đức Phật bảo: Này đại tuệ, ba pháp nhập vào trong năm pháp môn. Này đại tuệ, chẳng phải chỉ do ba pháp môn nhập vào trong năm pháp môn mà tám thứ tức hai vô ngã của nhập vào năm pháp môn. Này đại tuệ, thế nào là ba pháp nhập vào trong năm pháp? Này đại tuệ, danh tướng là pháp tướng phân biệt. Này đại tuệ, nương vào hai pháp phân biệt đó sinh ra tâm, tâm số pháp cùng một lúc, chẳng phải trước sau như mặt trời cùng ánh sáng xuất hiện một lúc mà có đủ các tướng phân biệt. Này đại tuệ, đó gọi là ba tướng nương vào lực nhân duyên sinh ra. Này đại tuệ, chánh trí chân như gọi là tướng đại nhất nghĩa đế, nương vào pháp không diệt. Lại nữa, này đại tuệ, chấp trước từ tâm thấy pháp phân biệt có tám loại sai biệt, do phân biệt các tướng, do là thật nên liệt khỏi pháp sinh diệt của ngã, ngã sở, bây giờ chứng đắc hai pháp vô ngã. Này đại tuệ, pháp môn của năm pháp thể nhập các Phật địa, pháp tướng các địa cũng hội nhập trong năm pháp môn, pháp của tất cả thân pháp ý Phật cũng nhập vào trong năm pháp môn, pháp chứng thánh trí tự thân của Như Lai cũng nhập vào trong năm pháp môn. Lại nữa, này đại tuệ, năm pháp tướng gọi là chánh trí phân biệt chân dư. Này đại tuệ, sao gọi là tướng? Tướng là thấy hình tướng màu sắc hơn hay thua, nó gọi là tướng. Này đại tuệ, nương vào pháp tướng đó sinh khởi tướng phân biệt, đây là cái bình, đây là con trâu, con ngựa, con dê, pháp này như vậy chẳng khác. Này đại tuệ, đó gọi là danh. Này đại tuệ, nương vào pháp đó mà thành lập danh, tướng đó thì hiện rõ ràng, và nên lập ra đủ các danh từ trâu, dê, ngựa, đó, đó gọi là tâm phân biệt, tâm số pháp. Này đại tuệ, quan sát từ danh tướng cho đến vi trần, thường chẳng thấy được tướng một pháp, các pháp chẳng thật do tâm hư vọng phân biệt sinh ra.
Này đại tuệ, do chân như tức là danh chẳng giống rỗng, mà từ tánh tự thể quyết định rốt ráo tận cùng, chẳng kiến về tướng chân như. Ta và Bồ Tát cùng các Đức Phật Như Lai ứng chánh biến tri, nói danh thì khác mà nghĩa là một. Này đại tuệ, như vậy thuận theo chánh trí, chẳng đoạn chẳng thường, không phân biệt chẳng phân biệt hành xứ, thuận theo sự chân đắc thánh trí mới tự thân liệt khỏi những bề đạn ác kiến, chẳng chánh trí của tất cả ngoại đạo, thân phân với chư Phật. Này đại tuệ, đối với năm pháp thì ba pháp tướng, tám thức, hai pháp vô ngã và tất cả Phật pháp đều tự nhập trong năm pháp. Này đại tuệ, ông và các đại Bồ Tát vì cầu trí thù thắng nên phải tu học. Này đại tuệ, ông nên biết năm pháp chẳng nương theo lời dạy của người khác. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: tướng tự thể năm pháp cùng với tám loại thức, hai thức pháp vô ngã bao trùm các đại thừa, danh tướng và phân biệt ba pháp tướng tự thể, cho như và chánh trí là tướng đệ nhất nghĩa. Phẩm 13 hằng hà sa. Bây giờ thánh giả được Bồ Tát đại tuệ bạch Bồ Tát Tôn: Như Thế Tôn, nương vào danh tự dạng nó, chư Phật quá khứ vị lai và hiện tại nhiều như các sông hằng. Bồ Tát Tôn, các đức Như Lai nói như vậy là nương vào lời nói trong kim khẩu của Như Lai, con thuận theo chấp lấy cho là nghĩa. Nguyện Sư Thế Tôn vì con dạy nói: Đức Phật và thánh giả Bồ Tát đại tuệ, này đại tuệ, như danh tự chuyên cố của ta đã dạng nói thì không nên chấp giữ như vậy. Này đại tuệ, các Đức Phật ba đời chẳng phải nhiều như các sông hằng. Vì sao? Vì lời nói, thí dụ vượt hơn thế gian thì chẳng phải như. Thí dụ vì sao? Vì do có tương tự và chẳng tương tự vậy. Này đại tuệ, các Đức Phật Như Lai ấn chánh biến tri chẳng định nói thí dụ tương tự chẳng tương tự vượt hơn thế gian. Vì sao? Này đại tuệ, vì ta nói thí dụ chỉ là phần ít. Này đại tuệ, lời nói thí dụ của ta và các Đức Phật Như Lai ấn chánh biến tri chỉ nói lên một ít nghĩa. Vì sao? Vì hầm phu môn xây các ngoại đạo sẽ chấp trước các pháp là thường, tăng trưởng tài kiến, thuận theo thế gian luân hồi sinh tử. Vì những người đó nhàm chán khi nghe sinh ra kinh sợ mà lại nghe các Đức Phật nhiều như các sông hằng. Đối với đạo thánh vô thượng của Như Lai, họ sinh ra tư tưởng gì có được giữa cầu pháp xuất thế. Này đại tuệ, vậy nên ta nói các Đức Phật Như Lai nhiều như các sông hằng. Vì sao? Vì trong những kinh khác mà ta nói Đức Phật ra đời như hoa ưu đàm, chúng sinh nghe rồi nói rằng đạo Phật khó đạt được mà chẳng tu hành tinh tấn. Vì nên ta nói các Đức Phật Như Lai nhiều như các sông hằng. Này đại tuệ, ta nói các Đức Phật ra đời như hoa ưu đàm, đương vào nghĩa này có thể giáo hóa chúng sinh. Nên ta nói các Đức Phật ra đời như hoa ưu đàm là đại tuệ. Hoa ưu đàm ở trong thế gian không gian không có người từng thấy, rồi cũng sẽ chẳng thấy. Này đại tuệ, chư Phật Như Lai trong thế gian đã thấy, hiện tại đang thấy và sẽ thấy. Này đại tuệ, ta nói như vậy chẳng phải đưa vào pháp tự thân chứng đắc mà nói. Vì nên nói rằng như hoa ưu đàm, các Đức Phật Như Lai cũng là như vậy. Này đại tuệ, ta đương vào pháp chứng đắc từ nơi tự thân mà nói pháp. Mà nên nói thí dụ vượt hơn thế gian với các phàm phu, chúng sinh không có niềm tin chỉ thể tin lời thí dụ của ta. Vì sao? Vì nói về cảnh giới thánh trí tự thân mà không thí dụ thì có thể nói được. Còn xa lìa tâm ý và ý thức, qua khỏi các kiến địa, pháp chân như của các đức Phật Như Lai thì chẳng thể nói được. Vậy nên ta nói đủ các thí dụ. Này đại tuệ, ta nói các Đức Phật nhiều như các sông hằng, tức là thí dụ một ít một phần ít. Này đại tuệ, các Đức Phật Như Lai bình đẳng chẳng phải chẳng bình đẳng, vì chẳng thể phân biệt mà phân biệt được. Này đại tuệ, với như các sông trong sông hằng bị cái ba rùa, rồng, trâu, dê, do ngựa, các loài thú dẫm đạp mà các sông đó chẳng sinh phân biệt, chẳng sân, chẳng giận, cũng chẳng sinh tâm, đúng với nhiễu, không phân biệt nên thanh tịnh địa các có bẩn. Này đại tuệ, các Đức Phật như là ứng chánh biến tri cũng là như vậy, để chứng đắc thánh trí nội thân đầy đủ đầy các lực thần thông tự tài, công đức như các sông hằng. Tất cả tà luận ngoại đạo, những học phái cá ba ba tiền ngu si nên đâm tâm sân hận cho ba Như Lai, mà Như Lai chẳng động chẳng sinh ra phân biệt, do năng lực bản nguyện nên ban cho chúng sinh tất cả các niềm vui tam muội tam ba bậc đề, khiến họ thỏa mãn đầy đủ chẳng còn phân biệt điều gì. Này đại tuệ, vậy nên ta nói các Đức Phật Như Lai nhiều như các sông hằng, đẳng là bình đẳng,
không có tướng khác, chưa lìa khỏi tấm thân yêu thích, nơi đại tuệ với các sông của sông Hằng, chẳng lìa khỏi tướng của đất, nơi đại tuệ đại địa lửa đốt cháy, lửa chẳng khác đất, lửa chẳng đốt cháy đất. Địa đại có thể tương tụ của lửa, nơi đại tuệ phần phương ngôi xưa nói vào, trí điên đảo, tuệ tâm phân biệt nói rằng, đất bị đốt cháy mà đất chẳng cháy, do chẳng lìa khỏi đất mà lại có thân lửa đốt bốn đại vậy. Nơi đại tuệ, các đức Phật Như Lai cũng là như vậy, thể pháp thân của các đức Phật Như Lai giống như các sông của sông Hằng, chẳng diệt chẳng mất. Nơi đại tuệ với như các sông Hằng vô lượng vô biên, nơi đại tuệ các đức Phật Như Lai cũng là như vậy, xuất hiện ở thế gian, phóng ra vô lượng ánh sáng chiếu khắp tất cả đại hội của chư Phật, vì giáo hóa chúng sinh khiến cho họ đều rốt ráo thông đạt. Nơi đại tuệ như các sông Hằng lại chẳng sinh ra tướng, như vi trần kia vẫn an trụ nơi thể tướng vi trần. Này đại tuệ, các đức Phật Như Lai cũng là như vậy, ở trong thế gian chẳng sinh chẳng diệt, các đức Phật Như Lai đã đoạn trừ nhân khổ. Này đại tuệ như các sông Hằng, nếu ra khỏi sông thì cũng chẳng thể thấy, vào ở trong sông cũng chẳng thể thấy, cũng chẳng khởi tâm ta ra vào sông. Này đại tuệ, lực trí tuệ của các đức Phật Như Lai cũng là như vậy, độ các chúng sinh cũng chẳng diệt hết, cũng chẳng tăng trưởng, vì sao? Vì các pháp không thân vậy. Này đại tuệ, tất cả loài có thân đều là pháp vô thường hủy diệt, chẳng phải pháp không thân, các đức Phật Như Lai chỉ có pháp thân. Này đại tuệ, bây giờ có người muốn được bán sữa dầu mà lại ép các sông Hằng thì nhất định chẳng thể được, không có bán sữa dầu vậy. Này đại tuệ, các đức Phật Như Lai vì khổ não của các chúng sinh đã đè nén sân hận và chẳng thể được. Các đức Phật chẳng xả tướng pháp giới của mình, chẳng xả tướng pháp vị của mình, chẳng xả bản nguyện cùng chúng sinh an lạc, cho được đầy đủ đại từ đại bi, rằng nếu chẳng khiến cho tất cả chúng sinh vào niết bàn thì thân ta cũng chẳng thể nhập niết bàn. Nơi đại tuệ như các sông Hằng theo dòng nước chảy, dòng nước mà chảy thì nhất định chẳng ngược dòng. Nơi đại tuệ, các đức Phật Như Lai vì các chúng sinh nói pháp cũng vậy, thân ta niết bàn thì chẳng phải ngược dòng. Nơi đại tuệ, do đó ta nói các đức Phật Như Lai dường như các sông Hằng. Nơi đại tuệ, ta nói các sông Hằng tuân theo dòng thì chẳng phải là nghĩa bỏ đi. Nếu Phật Như Lai có nghĩa bỏ đi thì các đức Phật Như Lai lẽ ra vô thường và diệt mất. Nơi đại tuệ, bản thế của thế gian còn chẳng thể biết, mà chẳng thể biết thì ta làm sao nương vào mà nói nghĩa bỏ đi, vậy nên Như Lai chẳng phải là nghĩa bỏ đi. Nơi đại tuệ, nghĩa bỏ đi thì gọi là nghĩa đoạn diệt nghĩa, phàm phu ngu si chẳng hiểu chẳng biết. Bồ Tát đại tuệ bạch Bồ Tát Tôn, nếu chúng sinh luân hồi trong thế gian, bản thế đến đi chẳng thể biết thì làm sao Đức Như Lai được giải thoát, lại còn khiến cho chúng sinh được giải thoát? Đức Phật bảo Bồ Tát đại tuệ, nay đại tuệ, nó giải thoát là lìa khỏi tâm phân biệt phân tập, tất cả hiếu động phiền não thuộc vô thủy, có thể biết như thật, chỉ là tự tâm thấy tâm xoay chuyển phân biệt bên ngoài, vậy nên ta gọi là giải thoát. Nay đại tuệ, nó giải thoát chẳng phải là pháp diệt, vậy nên nay ông hỏi ta, nếu ta chẳng biết bản tế làm sao được giải thoát thì câu hỏi này chẳng thành. Này đại tuệ, nói bản tế thì tức là tâm phân biệt một thể mà khác tên là đại tuệ, đi khỏi tâm phân biệt lại không có chúng sinh, thực sự phân biệt này gọi là chúng sinh. Là đại tuệ, trí tuệ chân thật quan sát pháp trong ngoài, không có pháp chủ thể biết và đối tượng để biết. Là đại tuệ, do tất cả pháp vốn là tịch tỉnh. Là đại tuệ, nói chẳng biết chư thật, chỉ là tự tâm thấy, do hư vọng phân biệt nên sinh ra tâm phân biệt, biết chư thật thì chẳng sinh ra phân biệt. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ, quan sát đối với chư Phật, ví như các sông Hằng, chẳng gì cũng chẳng sinh, người đó thấy được Phật, xa lìa các trần cấu như các dòng sông Hằng, thuận theo dòng chẳng đổi, pháp thân cũng như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nhập Lăng Già, quyển 7. Vì đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên nên bốn ăn nặng dưới quốc khổ ba đường, nếu khoai thanh nghi, để phát tâm bồ đề, hôn báo thân này, sân nghiệp cả cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thế Giảng Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.